Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin trường hợp đặc biệt chứng tỏ Đảng thất bại về nhân sự. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có biệt lệ về nhân sự cho một số trường hợp đã quá tuổi quy định chỉ càng chứng tỏ họ đã thất bại trong công tác phát hiện và bồi dưỡng cán bộ, và họ đặt ra quy định nhưng lại làm sai quy định. Một nhà quan sát từ trong nước đã nói như vậy với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc hội nghị Trung ương 15 hôm 17 tháng 1 là hội nghị toàn thể Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam lần cuối trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 để thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mỗi 5 năm một lần. Hội nghị đã thông qua danh sách bổ sung của Ban chấp hành Trung ương khóa mới các trường hợp đặc biệt được ở lại Trung ương, Đảng và Bộ Chính trị khóa 13. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính được cho là sẽ đảm nhận chức Thủ tướng theo những nguồn tin không chính thức đưa ra. Nhưng quan trọng nhất là biểu quyết về các trường hợp đặc biệt trong số 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Đây là những thông tin mà báo chí nhà nước Việt Nam cũng thường xuyên đăng tải. Hội nghị này đã họp xong chỉ trong vòng 1 ngày rưỡi, trong lúc ban đầu dự kiến họp đến 3 ngày. Và số phiếu dành cho các trường hợp đặc biệt tập trung rất cao, cũng theo hãng thông tin nhà nước Việt Nam chia sẻ. Và việc lấy phiếu trung ương mở rộng cũng được áp dụng với 6 ủy viên Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn, điều kiện và trong độ tuổi tái cử. Ai giữ vị trí nào trong số tứ trụ còn lại cũng là câu hỏi được đặt ra. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giới thiệu tương tự, và trên cơ sở đó, tiểu ban nhân sự của Bộ Chính trị sẽ thảo luận, cân nhắc kỹ để đi đến thống nhất tứ trụ cho khóa 13, bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử và các ủy viên Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện trong độ tuổi tái cử. Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua danh sách đề cử trường hợp đặc biệt và nhân sự tứ trụ với số phiếu tập trung cao như là phát biểu bế mạc của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và phương án nhân sự mới được đưa ra như thế nào? Theo quy định lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì những ai đã quá 68 tuổi thì không được phép tái cử. Như vậy thì tất cả các vị từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân đều phải về hưu. Và để được tiếp tục ở lại thì họ phải được Trung ương Đảng chấp thuận cho là trường hợp đặc biệt. Và hiện vẫn chưa rõ các trường hợp đặc biệt đó là những ai. Theo quy định của Chính phủ thì thông tin về nhân sự lãnh đạo Đảng được đề cử thuộc diện tuyệt mật. Nhưng sau hội nghị 15 thì đã có những thông tin rò rỉ về các trường hợp đặc biệt này. Đây là hình ảnh toàn cảnh hội nghị Trung ương 15. Trao đổi với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một nhà hoạt động và bất đồng chính kiến, đồng thời là nhà quan sát chính trị cho biết, sau hội nghị Trung ương 15 vừa qua, đã có những thông tin rò rỉ ra là ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, vốn được dự kiến sẽ lên làm thay ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 13, đã không đạt đủ tín nhiệm trong Đảng. Ông đã chỉ ra, kỳ này Đảng phải họp thêm đại hội nhiệm kỳ lần thứ 15, trong khi các khóa trước chỉ họp tới lần thứ 14 là Trung ương đã có thể quyết định xong, để chứng tỏ Đảng đã không thể thống nhất về danh sách nhân sự chủ chốt của mình. Tuy nhiên, đến hội nghị Trung ương lần thứ 15 thì chỉ có một ngày rưỡi là đã họp xong, nên ông Nguyễn Quang Nga cho rằng ngay từ đầu hội nghị họ đi đến sự thống nhất về phương án mới. Có lẽ họ chỉ bỏ phiếu thôi chứ không có bàn cãi gì nên hội nghị mới diễn ra nhanh như vậy, ông suy đoán. Hiện giờ, theo một nguồn tin đồn trên mạng xã hội mà Đài Tiếng nói Hoa Kỳ chưa kiểm chứng được, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là các trường hợp đặc biệt được phép ở lại. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt thì sẽ tạo ra tiền lệ rất xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Quang Nga đã nói như thế, bởi vì ông ấy đã được một lần đặc biệt rồi, tức là đại hội lần thứ 12 vào năm 2016. Bây giờ thêm một lần đặc biệt nữa thì hơi kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng dẫn ra điều lệ của Đảng ghi rằng không ai được giữ chức Tổng Bí thư quá 2 nhiệm kỳ, để cho rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng ở lại thì phải thay đổi điều lệ Đảng. Ông Trọng lên làm Tổng Bí thư từ năm 2011 và đến nay đã được 2 nhiệm kỳ. Và nếu phải sửa đổi điều lệ Đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng na ná như ông Tập Cảnh Bình, hoặc là như Trung Quốc đã sửa hiến pháp để cho ông ấy được làm chủ tịch suốt đời. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga lưu ý. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ngoài việc sửa đổi điều lệ Đảng, nhà hoạt động dân chủ này còn chỉ ra rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm quyền là điều không tốt cho nhân quyền và phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, vì trong 5 năm vừa qua, tình hình nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ đi một cách đáng kể. Ông cho rằng chủ trương hội nhập kinh tế để giúp Việt Nam tăng trưởng hiện nay
không phụ thuộc vào Nguyễn Phú Trọng mà là chủ trương chung của Đảng Cộng sản Việt Nam nên ai làm Tổng bí thư cũng phải như vậy thôi. Còn công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn cá nhân của Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Quang Nga cũng cho rằng không phải dựa vào ông Trọng mà thành công được là phải có các điều kiện như là có nhà nước pháp quyền, nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và xã hội dân sự năng động. Mặc dù chỉ trích đảng đã làm sai quy định, nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng nếu cực chẳng đã phải có trường hợp đặc biệt thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người xứng đáng. Ông Phúc rất năng nổ trong chỉ đạo các chính sách kinh tế và chống dịch COVID-19, ông nói. Chính phủ đã có những hoạt động giáo diết rất phù hợp với khoa học và chống với dịch bệnh và làm rất cương quyết. Chính vì thế nên thành tích chống dịch ở Việt Nam đạt được rất tốt, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga chỉ ra. Nhà quan sát chính trị này cho rằng việc có trường hợp đặc biệt là thất bại của đảng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đánh giá cao trong đợt chống dịch COVID-19 và những chỉ đạo kinh tế mới đây. Nếu đã có quy định mà hầu hết lần lượt này đến lần khác phải có trường hợp đặc biệt thì chỉ chứng tỏ rằng các đặc biệt chỉ là đặc biệt tham quyền, cố vị, ông phân tích. Ngoài ra, theo lời của ông, nếu lâu nay đảng luôn lặp đi lặp lại là công tác cán bộ là quan trọng, mà đến giờ không có người thay thế thì chỉ chứng tỏ chính sách đó là thất bại. Nó cho thấy công tác cán bộ chuẩn bị nhiều năm qua vẫn không xong, nó thật sự gây bất ổn định cho đảng, ông nói thêm. Lẽ ra, theo lập luận của ông, để cho trong đảng xuất hiện những người tài thì đảng nên áp dụng phương pháp cho các ứng viên trong đảng cạnh tranh công khai với nhau. Họ phải tranh luận với nhau trên đường lối, họ là thế này, thế kia, và cuối cùng trong đảng họ sẽ bỏ phiếu cho một nhà lãnh đạo mới, ông giải thích. Qua các cuộc tranh luận như thế thì người ta mới biết họ là người như thế nào, ông nói thêm. Đây là mô hình mà hầu hết các đảng chính trị ở các nước phương Tây đều áp dụng khi bầu lãnh đạo. Theo nguồn tin riêng của tờ Thời báo.de, từ một ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tường thuật từ Hội nghị Trung ương 15 Hà Nội vào hôm 16 tháng 1, thì kết quả bầu bán sau Hội nghị Trung ương 15 là ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng bí thư và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào hôm 16 tháng 1. Các chức danh tứ trụ đã được đề cử để đưa ra Đại hội 13 bầu chính thức. Trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra, các phiếu thăm dò tín nhiệm cho những trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng đã được gửi đi qua thư tới các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng trên cả nước. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị. Trong phiếu thăm dò được xếp từ trên xuống dưới và theo thứ tự, ông Nguyễn Phú Trọng, người tự xếp mình vào vị trí là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau khi thu hồi các phiếu thăm dò qua đường bưu điện gửi về Văn phòng Trung ương Đảng vào hôm 9 tháng 1 vừa rồi, Bộ Chính trị đã họp và đưa ra kết luận và kết quả thăm dò để thảo luận. Ở cột thăm dò thì ông Tổng Bí thư thì ông Nguyễn Phú Trọng được 60%, còn 30% bỏ phiếu cho cột Chủ tịch nước. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì cao phiếu thứ hai, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì thua Nguyễn Xuân Phúc tỷ lệ sát nút 2%, xếp thứ tư cuối cùng là ông Trần Quốc Vượng. Kết quả của họp Bộ Chính trị trên cơ sở đó đã quyết là hai suất đặc biệt dành cho hai người cao phiếu nhất là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc được ở lại khóa 13. Tiếp theo, Bộ Chính trị đã thảo luận để đưa ra thêm hai người nữa cho hai ghế còn lại, đó là ông Phạm Minh Chính quê tại Thanh Hóa và họp vào ông Vương Đình Huệ. Đó là kết quả vòng thứ nhất. Còn vòng thứ hai, tức là Hội nghị Trung ương 15, được diễn ra vào hôm 16 tháng 1 vừa qua, đã bỏ phiếu cho bốn ông. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc cao phiếu nhất là hơn 95%, còn hai ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ cũng trên 90%, tức là rất cao. Và người cuối cùng là ông Nguyễn Phú Trọng, thấp hơn và ông chỉ đạt có 82%. Nhưng quá bán là đã hội đủ yêu cầu. Với đương kim Tổng Bí thư tuổi cao và sức yếu như ông, thì con số phiếu đạt tới 82% cũng là một thành công bất ngờ. Theo quy định mới đây, tới đây trong Đại hội 13, trong phiên đầu tiên sẽ biểu quyết để sửa đổi điều lệ, tức là thông qua cho Nguyễn Phú Trọng ở lại. Vì Nguyễn Phú Trọng đã làm 2 nhiệm kỳ rồi, mà theo điều lệ chỉ được 2 nhiệm kỳ, nếu muốn nhiệm kỳ thứ 3 thì phải sửa đổi điều lệ đảng. Nhưng hiện nay, phía Đảng Cộng sản Việt Nam dường như chưa biết có sửa hay không. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến từ Ban tuyên giáo cũng cho rằng không nên sửa điều lệ, vì sửa điều lệ là rất nguy hiểm. Nếu sửa sau ông Nguyễn Phú Trọng, người khác lên cũng sẽ muốn ngồi vào ghế Tổng Bí thư cho tới chết mà thôi. Vì vậy, chỉ cần bỏ phiếu cho Nguyễn Phú Trọng là được. Và dự kiến tại Đại hội 13, cuộc bỏ phiếu tới đây ở vòng thứ 3 thì số phiếu có lẽ cũng không thấp,
nếu vòng thứ hai bây giờ đã cao như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 với bản tin Trường hợp đặc biệt chứng tỏ Đảng thất bại về nhân sự. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được các bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.